Chào mọi người, mình là Trung. Hôm nay mình tiếp tục bài càng cao cho mọi người lựa chọn nha. Mọi người cố gắng để ý kỹ. Video này mình quay đa phần là cần carbon cho mọi người. Đa phần là cần carbon. Này, video hôm nay thì mình quay mình sẽ có tặng cước cho mọi người. Mọi người cứ mua một cây cần thì mình tặng cho một cước. Cước nó về như thế này đây. Nó về cước này. Cước 0.5 ly với lại cước 1 ly. Cước 1 ly thì nó chỉ có là 4 mét thôi mọi người, sợi như có 4 mét thôi. Còn cước 0.5 ly thì sợi này 10 mét nhé. Đấy, mình tặng cho vui về cho mọi người, cho có quà cho vui thôi. Này, nó về có cước đấy thì mình tặng. Ai muốn lấy loại nào thì nói mình nhé. Mỗi cần đều được tặng một gói cước nha mọi người. Mua hai cần thì được tặng hai cái. Đây. Đây, mình quay lượt qua cho mọi người ngó nè. Cần hôm nay thì đa phần là cần carbon nha mọi người. Đầu tiên là cái cần 3 khúc này. 3 khúc này. Cần cước trong nha mọi người. Này, mình đắp vào. Cần carbon 3 khúc cước trong. Khuyên của nó này, còn sứ đó nha mọi người. Đấy, sứ nhựa. Đấy. Cần cực đo. Để mình coi cái này như là đây qua, để mình coi tí nữa mình quay xuống dưới góc rồi mọi người coi kỹ hơn nhé. Đấy, đoạn này là đoạn hết đoạn thứ nhất rồi này, đến đoạn thứ hai này. Còn mới đẹp tinh tươm nha mọi người. Đấy. Nước sơn còn mới bóng. Chỉnh xe nhớp giờ thôi. Hết đoạn thứ hai nha mọi người, đoạn cuối này. Đây. Đoạn này vào cước nha mọi người, đây. Mình coi này. Đây. Dạ. Quay cận cảnh luôn cho mọi người. Đây, carbon này. Đây. Carbon cần 3,6 m. Chỉ có dòng chữ đấy thôi, giờ hết dòng chữ rồi. Hết dòng chữ rồi nha mọi người. Đấy. Tay có xốp cứng này. Đấy. Đấy mọi người. Rồi. Cái cần này á. Cái cần này dài 3,6 m này. Dài 3,6 m, thu vào của nó này, thu vào của nó là 1,25 m nha mọi người. 1,25 m. Đấy. Đường kính của cái đọt trên của nó là 2,5 ly. 2,5 ly. Đấy, ngọn đó nha mọi người, đường kính của cái đọt ngọn á. Còn cân nặng của nó là 340 gram. 340 gram nha mọi người. Đấy, giá thì mình ghi sẵn đây rồi. Đây, mình điền lại, đánh số lại cho mọi người thôi. Số 1. 1. Cái này bán 1 triệu mốc nha mọi người.
Đấy. Số 1 1 triệu mốc nha mọi người. Mọi người nhớ là mua một cái cần sẽ được tặng một gói cước nha mọi người. Cước Nhật nha mọi người. Đây. Giá trị của nó là bao nhiêu thì mình cũng không có biết. Nhưng mà là cước Nhật về nên là tặng kèm theo cho mọi người mua đồ cho nó có đồ bãi hết cho nó vui nhá. Chứ thực ra những cái này mà đi mua trên thị trường thì chắc có khi nó cũng không có và khó mua nữa. Đấy. Này. Về trong cái lô hàng có luôn mà đóng cước đấy. Tiếp theo cái cần thứ hai, cần thứ hai là cần hai khúc này. Đấy, hai đoạn này. Đấy. Mọi người, mình ráp vào luôn. Xu rồi để mình cọc hai cái thanh lại với nhau nha mọi người. Mình để đây, tí nữa mình cọc lại. Đây nha mọi người, phan này, phan đầu này. Đấy. Phan này. Mình sẽ quay cận cảnh mấy cái khoan cho mọi người coi nhé. Mọi người để ý. Khoan ngủ rất là đẹp à, carbon xoắn ít luôn này. Cái cần này nó có những cái đây, nó ghi như thế này. Đây. Đấy. Cái cần này nó chỉ có những nó ghi những như thế thôi nha mọi người, cần carbon. Nhưng mà thông số nó chỉ có như thế thôi. Đấy. Hoặc là có thể là có khi là lúc trước nó có thông số trên này nó mới bị mòn rồi nha mọi người. Lần này mình đang bị đau họng ngạt mũi quá này. Nói nó hơi bị khó nghe, mọi người cố gắng xem thật kỹ cho mình. Đấy. Tại vì mình quay cận cảnh hết rồi nên mọi người xem thật kỹ nhé. Đấy. Nghe là một chuyện nhưng mà nhìn cũng càng sướng hơn. Đấy. Trăm nghe không bằng một thấy. Trăm thấy không bằng một sờ. Sờ có nghĩa là gửi đến ship code đến các bạn thì các bạn sờ vào cầm tận tay nhé. Đây, cây này thì dài 2m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m24 nha mọi người. Đường kính của cái đọt đỉnh á, đường kính đỉnh á là 1.9 ly, cân nặng của nó là 160g. Này, giá tiền của nó là 750.000. Đây, số 2 750.000. 750.000 nha mọi người. Đây. Cái này này, quay luôn. Này, chỗ này mình nhát vào. Tới đây thì nó hơi cứng cứng.
nên mình sợ là nó nhát vào nữa thì nó bị cạc. Bữa trước mình có một cây mình ráng mà nhát vào thì nó bị cạc rồi. Đây mọi người về chắc cái này chắc là trà xin nhớt cái gì vào rồi nhát vào cho nó nhẹ cho mọi người đấy. Xong cái số 2 đấy. Chính vì mình quay cần kỹ này nè, nó video nó thời gian nó khá là dài mà mình đã mất công mình quay kỹ rồi thì mọi người cố gắng coi trên video giùm mình, tại vì mình quay một lúc rất là nhiều video và mình quay xong thì mình chắc vào trong kho nên thành ra là khi mà mọi người gọi điện thì mình sẽ không thể nhớ được, nên mọi người thông cảm là mọi người coi thật kỹ trên video giùm mình nhé. Đấy, thích cái cần nào thì cứ tua đi tua lại coi thật kỹ đấy. cái này cái cần rút mình cho mọi người cái thông số nước trước luôn để mọi người có thể là không ưng cái kích cỡ đó thì mọi người có thể lướt qua. Đây, cái cần rút này nó dài 4.2 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1.05 m. đấy, cân nặng của nó là 340 g, đường kính của cái độc đỉnh đó là 2.5 ly. Đấy, giá thành của nó thì 1 triệu. Đấy, xem trước, xem kích cỡ trước, coi biết giá trước rồi có phù hợp với túi tiền hay không. À, giờ coi tới ngoại hình. Đấy, có nhiều anh thì thật ra anh rất là thích nhưng mà có điều không phù hợp với túi tiền thì anh không mua được, nên là anh có thể là sẽ lướt qua. Đấy, Made in Korea, đấy không được. Cứ có cái chữ nào là mình sẽ quay thật rõ để cho mọi người coi. Đấy, tại vì mình là mình ship code nên mình rất cần là mọi người coi thật kỹ cái cần, để đến khi mình ship tới thì mọi người hài lòng như là mình đã được xem nha mọi người. Đây, cần này thì là cần Daiwa. Đấy, Daiwa Carbon. Đấy, đây là cái chân của gần rồi, bây giờ là đấy nha, dàn fan nè, mọi người coi dàn fan trước rồi mình sẽ rút ra để cho mọi người coi từng đầu. Đây, fan đầu này, fan nhì này, fan thứ ba này, đấy, fan còn mới đẹp luôn, fan thứ tư này, fan thứ năm này, fan thứ năm fan là fan động nha mọi người, fan động này gặp được này. Đấy, fan này fan Fuji đúng rồi, Fuji này. Đấy, Fuji.
Đấy, rồi. Như vậy là mọi người đã coi hết ngoại hình của cái cây cần này rồi. Đấy. Giá cả thì mọi người biết rồi. Đây, lúc nãy mình đã có quay qua rồi. Đây, mình nói lại nè. Cần dài 4m2, thu vào ngắn nhất của nó là 1m05cm. Cân nặng của nó là 340g. Cái đường kính của cái đọt ngay đỉnh đó là 2,5 ly. Đấy, cần này cần số 3. Cái này bán 1 triệu nha mọi người. Số 3, 1 triệu. Tiếp theo, cần này. Giờ này. Bị dính hơi dính keo. Dính xích keo. Đấy. Về rửa sơ lẫn sạch à. Đây. Cái cần này dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02. Cân nặng của nó là 120g. Đường kính của cái đọt đỉnh là 0,6 ly. Đây. Bắt Fuji FS5 nha mọi người. Fuji FS5. Cần này thì mình thấy ghi là Tokuda đây. Nội địa Nhật chính gốc luôn. Đây. Đây này, có thông số của nó này. Dài 36 này. Nó có bóng đốt này. Đây, lên 36. Đây. Carbon. Đấy. Rồi, hiệu Tokuda. Đấy. Cần là hình như là gọi là cần tay trợ máy hay sao, đúng không? Này, đọt của nó này mạnh nha. Này. Cần này người ta gọi là cần tay trợ máy. Đấy. Phan. À, như vậy là mọi người đã coi hết được cái ngoại hình của cái gần này rồi. Đấy. Đây mọi người. Đó, gần này như mọi người đã thấy rồi đấy. Cái gần này cần số 4 nha. Dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, cân nặng là 120g. Đường kính của cái đọt đỉnh là 0,6 ly, rất là mạnh. Cái này số 4. Cái này bán 500 nha mọi người. Đấy. 500.
Tiếp theo, rồi mở cây trong bao ra đi. Wow. Này. Này, cho mọi người coi cái thông số trước. Dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m01. Đấy, cân nặng của nó là 280g. Đường kính đọc đỉnh của nó là 2,1 ly. Đấy. Này. Bát Fuji FX7. Đấy. Đấy, đời qua nha mọi người. Đời qua carbon. Coi. Khoan nè. Khoan đỉnh nè. Khoan thứ nhì nè. Khoan thứ hai nè. Khoan thứ ba nè. Khoan thứ tư nè. Khoan thứ năm nè. Đấy, rồi. Bây giờ mình sẽ đưa cho mọi người coi từng đầu một nhé. Đấy mọi người, thế là mọi người đã coi xong cái ngoại hình của cái cần carbon đây qua này rồi. Đây. Giờ mình sẽ qua lại mấy cái thông số mình đo mình cần. Korea nha mọi người. Đấy. Đấy, cần dài 3m6, thu vào ngắn nhất là 1m02. Đường kính của cái đọt đỉnh là 2,1 ly, còn cân nặng của nó là 2,280g nha mọi người. Đấy. Cái cần này cần số 5. Cái cần này bán 900 nha mọi người. Số 5 900. Đây. Bỏ vào cái bọc cho một tí nữa quay không biết của cái nào.
tiếp theo những cái càng này. Đấy. Càng này dài 39 này. Thu vào ngắn nhất của nó còn là 1,07 này. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,3 ly này, cân nặng của nó là 360 g này. Đấy. Giá là 900. Đấy, người coi ngoại hình đó. Chữ Nhật à. Chữ Nhật này. Con này nội địa Nhật chắc cú rồi. Bát Fuji FX7 nha mọi người. Cặn carbon. Này, dàn khoan của nó này. Đấy, đá còn nguyên nha mọi người. Nhựa sứ còn nguyên. Đấy. Đấy. Rồi. Giờ mình để cho mọi người coi cái đọt của nó nhé. Đấy. Đấy, mọi người đã coi hết cái ngoại hình của cái cần rồi đấy. Đấy. Đấy, này. Cái cần này thì giá 900. Đấy. Chiều dài 39. Thu vào ngắn nhất là 1,07 m, đường kính độc đỉnh là 1,3 ly, còn cân nặng là 360 gram nhé. Cái này số 6. Cái này bán 900. Số 6 900 nha mọi người. Có cái gần tay này, này. Gần tay này là China xuất Nhật nha mọi người. China xuất Nhật giả trúc này, là giả trúc nha mọi người. Cái sơn giả trúc. Thank you.
carbon mà giả túc nha mọi người, sơ giả túc. Nước sơn rất là đẹp. Đó. Rồi nha mọi người, xong hết ngoại hình cái này rồi nha mọi người. Căng tay. Đây, đây. China xuất nhập nha mọi người. China xuất nhập. Căng tay này dài 5m4. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m03cm, cân nặng là 200g. Đường kính của cái đầu đỉnh là 0,7 ly nha mọi người. Cái này bán 600. Đây, đây số 7. 600. Nó cần tay là nó cũng cây cần tay này. Cần tay này dài 3m6 này, thu vào ngắn nhất của nó là 63cm này. Đường kính của độc đỉnh là đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly nha mọi người. Đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly. Đấy. Cân nặng của nó chỉ có là 60g thôi, 60g, nặng chưa được 1 lạng nha mọi người. Đây, đây cũng là cần tay carbon cho mọi người. Đây, cần tay carbon. Cái này cũng China xuất nhập, hàng China xuất nhập cho mọi người. Đây, đây 36. Chỗ này nó bị gãy xí cái đọt đỉnh ở phía trên đây nha mọi người. Đây. Đây. Đọt đỉnh ở phía trên nên nó gãy đoạn xí nha mọi người. Đây. Đây, carbon. Yeah.
Đấy nha mọi người, vừa vừa coi thấy ngoại hình của Icon rồi đấy. Đấy, rồi, quay lại cho mọi người coi nè. Cần carbon dài 3,6 m, thu vào ngắn nhất của nó là 63 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly cho mọi người, cân nặng của nó là 60 gram. Cái đỉnh của nó thì hơi bị gãy một tí rồi nha mọi người. Này số mấy thả? Số 8. Cái này bán 300. 8-300 nha mọi người. Tiếp theo cái này. Này, này. Cái này thì dài 4,5 m. Dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,06 m nha mọi người. Đường kính của cái độc đỉnh đó là 0,7 ly. Cân nặng là 220 g. Đấy. Carbon đó nha mọi người. Đây bát Fuji FS6 nha. Fuji FS6. Đây. Carbon 4,5 m. Cần này hình như là cần này mọi người, cần này như bị người ta chế rồi, người ta này đây này, cái này là bên Nhật người ta chế luôn nha mọi người, cái này bên Nhật người ta chế luôn, đây này cái đọt là đang là như cao cô máy này mà người ta chế luôn thành cái đọt cao tay này đấy. Thì cái này giờ về mọi người về làm thành cái cần câu cao tay trợ lực nhé. Câu tay trợ lực. Đấy. Đấy. Để coi mình coi thử nó thay máy ống nha mọi người. À cần này thay hai ống rồi. Thay hai ống. Đấy. Thay hai ống trên nha mọi người. Và hai ống trên này thì không phải carbon nha mọi người, hai ống trên không phải carbon. Đấy. Có 5 ống thì hai ống trên là đã bị thay rồi. Đấy. Chắc người ta cao nó gãy hay như thế nào đó mà người ta thay hai cái ống trên nè. Đấy. Còn lại ba cái ống dưới nguyên nha mọi người. Đấy. Các bạn mọi người coi thấy cái cần này rồi. Đấy. Cần dài 4,5 m. Thu vào ngắn nhất của nó là 1,06 m, đường kính của độc đỉnh là 0,7 ly. Đây. Cân nặng của nó là 220 g. Cái cần này bán 450 nghìn. Số 9. 450 nghìn. Cái này
càng 40 rưỡi, càng à không, đây không phải cái càng mọi người, tí nữa mình giới thiệu cái này sao nhé, tí mình nói cái này sao, quay mất, tiếp theo cái này. Cái này dài 3.6m nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó là 93cm. Đường kính của cái đồng đỉnh là 2.8 ly. Cân nặng của nó là 210g. Alpha Touch nè. In Korea. Carbon. Alpha Touch. Có dàn fan của nó này. Còn fan còn đẹp nha mọi người. Đấy. Đó có fan. Có fan chỗ này nè, nó có hai vành sắt thì một vành sắt nó bị bể chỗ này, bể xí chỗ này nhá, không ảnh hưởng gì nha mọi người, vành bên này vẫn còn cứng ngắc à, đấy, thấy không? Cái này cũng bị bể xí chỗ này, mình soi thật kỹ luôn để cho mọi người xem được cái ngoại hình chính xác của nó. À, bây giờ mình coi từng đoạn nha mọi người. Đây, carbon nha mọi người. Cần dài 3.3m. Đấy, thế là mọi người đã coi hết ngoại hình của cái cần này rồi nhé. Cần dài 3.6m, thu vào ngắn nhất của nó là 93cm, đường kính đồng đỉnh là 2.8 ly, cân nặng là 200g nha mọi người. Cái này cái số 10 bán 700, số 10 700. Rồi rút ra cái thằng bí ở trong cái bọc này là cái gì. Ô, cần tay mọi người ơi, cần tay Shimano, cần tay Shimano nhé. Này, đấy, rồi cái này dài 4.6m, thu vào ngắn nhất của nó là 1.03m, đường kính đồng đỉnh của nó là 0.8 ly, cân nặng của nó là 180g nha mọi người. Đấy, để coi Shimano mới đẹp luôn, để trong bao nên thành ra là nước sơn bóng đẹp tuyệt vời. Đấy, cái này nhìn như mới luôn mọi người.
Time deck còn đầy đủ. Rồi. Đấy. Đấy. Cái này thì nội địa nhặt luôn. Đấy. Đầu nó còn còn dính cước còn này. Rất là đẹp. Nước sơn mới toanh à. Đấy, mọi người vừa coi xong hết cái cần này rồi. Đấy. Mình thấy cái cần này mới không? Mới toàn luôn. Nhìn rất là thích mắt à. Shimano. Tay em tiếc còn ngon đẹp luôn. Đấy. Cái cần này dài cần tay dài 4m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m03cm, cân nặng là 180g, chiều dài cái đường kính độ đỉnh của nó là 0,8 ly nha mọi người. Cái này cái số 11. Là bán 400. 11 400 nha mọi người. Đây, cái này giá trị. Này, mua về sưu tầm đẹp. Cắt tủ nhìn bóng loáng à. Cái bao thì cùi cùi mà sao. Càng đẹp thế biết. Đấy. Tiếp theo, cái này. Cái dài quấn của nó này. Cần cần hai đoạn nha mọi người. Để mình ráp vào luôn. Cần cả hai đoạn. Cái cần này dài 1m65, thu vào ngắn nhất của nó là 85cm, đường kính của cái đọc đỉnh đó là 1,8 ly. Cân nặng của nó chỉ có là 80g thôi nha mọi người. 80g, chưa được một lạng luôn. Bắt vặn này. Đấy. Đây là tay gỗ nha mọi người. Gỗ. Tay người ta bọc gỗ nha. Đấy. Đó. Chưa tháo nhựa luôn này. Mới mà chưa tháo nhựa luôn nha mọi người. Đấy. Đây, carbon nhá. Suzumi. Suzumi thì mọi người biết rồi. Có đỉnh. Đấy. Suzumi. Carbon nha mọi người. Phan của nó này, phan của nó phan kim loại luôn,
Fan kim loại luôn nha mọi người. Fan kim loại luôn. Đấy. Đó, bụi bụi dơ nha mọi người. Đấy. Cái fan này về vệ sinh xí lấy khăn lau xí là đẹp à. Vệ sinh thì lấy khăn lau thế là sạch đẹp à. Đấy. Fan kim loại luôn nha mọi người. Đấy. Cần 2 khúc dài. Cần 2 khúc dài 1m65. Thu vào ngắn nhất của nó là 85cm. Đường kính của cái đầu đỉnh là 1,8 ly. Cân nặng là 80g. Đấy, carbon. Siêu nhẹ, siêu bền. Này cây số 12. Cái này bán 550 nha mọi người. 550.000. Đấy. Có dài cọc luôn. Cần này, cần tay, cần máy nha mọi người, cần máy dài 3m, thu vào ngắn nhất là 87cm, đường kính của cái độc đỉnh là 2,9 ly. Đấy, cân nặng là 280g. Một cái cần này sao nó tróc tem hết rồi, tem nó tróc bung hết rồi. À đây có chữ, có chữ đi nè, sắp đấy nè. Thấy không ạ? Dài 3m. Đây, dàn fan của nó còn đẹp nữa. Fan của nó còn đẹp nha mọi người. Đây. Ngoài kim loại, phía trong là nhựa, phía trong nữa là sứ đá gì đấy. 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 Như thế này cho mọi người thấy. Ok nha mọi người. Đấy. Mọi người như thế là mọi người đã coi hết cái ngoại hình của cái gần này rồi. Đấy. Cần dài 3m, thu vào ngắn nhất 87cm, đường kính độc đỉnh là 2,9 ly, còn cân nặng của nó là 280g. Cái này cây số 13. Cái này bán 350.000. 350.000 cho mọi người. À, cái này cái số 14 mọi người này, nhìn to, nhìn cần bạo lực. À, cái này dài 5m4 cho mọi người, dài 5m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m13. Đấy. Cái
đường kính của độc đỉnh là 2,2 ly, cân nặng của nó là 780 gram. Cần này, cây cần đầu địa NTS nha mọi người, NST cho lọc NST. Đồng phang của nó này, phang này, đá này. Hai cái phàng này thì phàng thứ nhì và thứ ba này thì bị mắc đá nha mọi người, mắc đá đấy, mắc đá nhưng mà cái sợi kim loại bên ngoài này là sợi trơn nha mọi người, sợi tròn bo tròn trơn đấy, bo tròn trơn nha mọi người. Đá đẹp. Đây. Mọi người nhớ là mua cần được tặng cước nha mọi người. Mọi người cứ đề nghị là lấy cước mực cước 1 ly hay là 0,5 ly nhé. Ok nha mọi người. Hai ơi. Hai ơi. Vậy vô mẹ nói gì mà em nói tin cái. Rồi. Cần NFT nha mọi người. Này, cái cần dài 5,4 thu vào ngắn nhất của nó là 1m13, đường kính của cái độc đỉnh đó là 2,2 ly, cân nặng là 780 gram. Đây, cái cần này cần số 14, mình bán 700. Nha mọi người. Tiếp theo. Đây. Cái này á. Đây. Cái này không phải cái cần nha mọi người. Cái này là cây vợt. Cái này để gắn đầu vợt và búa nha mọi người. Búa móc ấy. Đấy. Để mọi người coi này. Đấy. Đây. Xoay lại cho mọi người thấy. Đấy. Để vặn cái đầu vợt hoặc là đầu búa móc vào đây nhé. Đấy. Mọi người cao ở kè đồ á, có kè cao rồi ấy, là mọi người dùng cái nào búa hoặc là vợt cá đồ lên. Đấy. Đấy.
cái này carbon luôn nha mọi người, carbon. Rồi. Đó. Mọi người có thấy ngoại hình của nó rồi nhá. Đây, để mình đọc tiếp lại cái thông số của nó. Đây. Cái này là cái vợt hoặc là cái búa nha mọi người. Vợt gắn tùy mọi người. Gắn cái đầu vợt vào thì để vợt, còn gắn cái đầu búa móc vào thì gắn nhá. Đa năng mà. Cái này dài 4 mét này. Thu vào ngắn nhất của nó là 1 mét 11 nha mọi người. Cân nặng của nó là 360 g. Đấy. Cái đường kính ở phía trên nó là 5 ly á cho mọi người. 5 ly. Đường kính trên này 5 ly rồi ta. Phải. Đợi tí mình lấy cái thước mình đo lại nữa. Mười lăm ly có nghĩa là 1.5 phân đấy, đường kính đây này 1.5 phân này, thế là mình để nhầm á, ha, 15 ly, ghi 15 ly mà đọc có 5 ly, đây, đây, về cột cái móc đeo, về cột cái dây đeo, đây mới đang lên đây nha mọi người, đây lên đây, đấy, có dây đeo phía sau lưng này. Cái này số 15. Số 15. Cái này bán 700 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0854. Các quay nhầm số đấy, số bán mấy khoảng rồi. Số điện thoại bán hàng của Cần Câu là 0786 nha mọi người. 0786 55 99 nha mọi người. À. Nhớ là mọi người mua một sản phẩm trong video sẽ được tặng một cái gối cước này. Đấy. Cước thì có hai loại. Đấy. Có hai loại nha mọi người. Cước 0.5 ly thì một gói như thế này 10 mét. Còn cước 1 ly á, gói như thế này 4 mét nha mọi người. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người.